Trân trọng kính chào khán giả Người Việt TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin trong ngày. Hôm nay là ngày thứ năm, 20 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, ngày hôm nay giải vô địch bóng đá thế giới nữ, tức là World Cup, được tổ chức tại New Zealand và Úc bắt đầu. Nhưng mà trước cái giờ khai mạc đội chừng vài tiếng đồng hồ bên New Zealand, ở tại thành phố Auckland, thành phố lớn nhất, xảy ra vụ nổ súng. Một tay súng 24 tuổi xách súng vào một khu vực gọi là xây dựng và bắn loạn xạ, chết 2 người và bắn bị thương 6 người. Tay súng này sau đó cũng thiệt mạng luôn, nhưng mà cảnh sát hiện nay thì chưa cho biết danh tính người này, chỉ nói 24 tuổi mà thôi. Và người này có cái gọi là tiền án tiền sự về vấn đề bạo động gia đình. Và cũng không cho biết là tại sao tay súng này chết, tự tử hay là do cảnh sát bắn. Thì ngay sau vụ nổ súng xảy ra thì Thủ tướng Chris Hipkins của New Zealand đã thông báo trong cuộc họp báo rằng đây là hành động đơn lẻ, không có người thứ hai, và là vấn đề vẫn an toàn và mọi chuyện cho giải World Cup nữ vẫn tiếp tục diễn ra. Ông Hipkins cũng thông báo cho bên FIFA biết để là cho báo cho các cầu thủ là an tâm, không có chuyện xảy ra cả. Nhưng mà sau đó thì bên phía New Zealand cho biết là họ lại gia tăng an ninh ở tại thành phố Auckland. Thì cái vụ nổ súng này xảy ra gần cái khu vực mà các cầu thủ bảng E cư ngụ, đó là bao gồm cầu thủ của Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Việt Nam. Thì ngày hôm nay thì coi như là mọi chuyện cũng tốt đẹp. Và mặc dù bị xui xẻo ở ngay cái ngày đầu tiên có cái chuyện nổ súng như vậy, nhưng mà New Zealand cũng rất may mắn. Đây là và là họ đã có chiến thắng đầu tiên trong ngày ra quân trước đội Na Uy. Đội Na Uy là cái đội được coi là trên cơ đội New Zealand. Trên chân, và New Zealand đã thắng 1-0. Bàn thắng do cầu thủ Hana Wilkinson ghi ở phút thứ 47 đã bắt đầu hiệp 2. Đây là lần đầu tiên New Zealand có một chiến thắng ở tại World Cup. Như vậy là trong bảng này, New Zealand đã có 3 điểm trong tay. Đó là một cái điều rất là có lợi cho họ, bởi vì họ chỉ cần một trận hòa thôi là họ có thể là vô được vòng trong. Và trận đấu sẽ diễn ra tại sân Eden Park Stadium trước hơn 42.000 khán giả. Một con số kỷ lục so với một cái trận đấu ở tại New Zealand. Trong trận đấu này có cả Thủ tướng Hipkins của New Zealand cũng xem, cũng như có cả ông gọi là đệ nhị phu quân của Mỹ, tức là chồng của bà Kamala Harris, tức là phó tổng thống Mỹ đó, tức là ông Doug Inhofe cũng có tham dự cái buổi này cũng như cái lễ khai mạc. Thì cũng trong ngày hôm nay thì cái nước mà đồng chủ tịch ở giải của World Cup nữ đó thì là đội Úc đó, cũng thắng đội Ireland ở trên sân Sydney. Như vậy là hai đội chủ nhà, đồng chủ nhà ngày nay ra đều có chiến thắng và cũng thắng 1-0 luôn. Bàn thắng do cầu thủ Stephanie Kelly ghi ở phút thứ 32 bằng một trái phạt đền. Như vậy là trong hai ngày ra quân, trong ngày đầu ra quân, hai đội chủ nhà Úc và New Zealand đều có thắng lợi và mỗi đội trong tay có một điểm, có 3 điểm. Rất là lợi thế thưa quý vị. Quay sang tình hình châu Á thì thưa quý vị, hồi tháng 5 ở bên Thái Lan có một cuộc bầu cử quốc hội. Thì cái đảng cầm quyền nó là bị thua nặng. Và cái đảng Move Forward đã thắng lớn nhưng mà thắng không đủ cái số phiếu để mà thành lập chính phủ. Nhưng mà trong hai ngày qua thì cái đảng này, cái người đứng đầu đảng này là cái ông Peter Lima Ranat, theo dự trù là sẽ có thể trở thành thủ tướng, nhưng mà ông vẫn chưa đủ phiếu. Nhưng mà ngày hôm qua ông đã bị coi như là giăng ra khỏi cái chỗ này. Đầu tiên là ông bị Thượng viện của Thái Lan bỏ phiếu không đồng ý. Sau đó thì ngày hôm sau thì Hạ viện cũng không đồng ý cho ông này ra ứng cử. Lý do họ cho rằng ông này đã gian dối trong lúc mà bầu cử, bởi vì theo luật bầu cử của Thái Lan thì ứng cử viên không được sở hữu coi như là bất kỳ một cổ phiếu nào trong các công ty truyền thông. Thì bây giờ ta phát hiện ra ông Pita là có sở hữu trong một công ty truyền thông mà trước đây của ông. Thành thử ra là khi sau khi mà Thượng viện phản đối chuyện này, Thượng viện là đa số là người thân chính phủ, thì qua bên Hạ viện thì người ta đã bỏ phiếu 395-312, tức là không đồng ý để ông này coi như là được là coi như đẩy ông này ra khỏi quốc hội của Thái Lan luôn. Thì vòng 3 sẽ được bỏ phiếu vào ngày 27 tháng 7 tới đây. Thì chưa biết ai sẽ là thủ tướng của Thái Lan, bởi vì thủ tướng hiện tại ấy, là ông này làm 9 năm rồi. Ông là tướng quân đội, ông Cheon. Thì ông nói rằng là kỳ này ông cũng nghỉ hưu luôn. Đó, bây giờ là có thể là cái người con gái của ông tướng, ông cựu thủ tướng Thạch Sỉn của cái đảng Piêu Thái, là đảng mà được nhiều phiếu thứ nhì, có thể lên làm thủ tướng. Người ta sẽ chờ xem như nào. Nhưng mà đây là một thất bại đối với phong trào trẻ ở bên Thái Lan, bởi vì ông Pita năm nay mới 42 tuổi mà thôi, được coi là đại diện cho giới trẻ. Nhưng mà ông bị cái vụ là
coi như là có cổ phần ở trong một công ty truyền thông, tức là theo luật của Thái Lan là không được. Sang qua tình hình Trung Quốc thì thưa quý vị, ngày hôm nay ở bên Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc đã vui vẻ tiếp ông Kissinger, Henry Kissinger, cựu ngoại trưởng của Mỹ và cựu cố vấn quốc gia dưới thời ông Richard Nixon và ông John Ford. Ông này thì người Việt Nam ai cũng biết hết. Thì thưa quý vị, ông Kissinger được ông Tập Cận Bình tiếp một ngày sau khi ông John Kerry rời đây. Ông John Kerry là cũng đến Bắc Kinh, và ông John Kerry là đặc sứ về khí hậu mà cũng từng là ngoại trưởng Mỹ luôn. Thì bên Trung Quốc có vẻ chưa hài lòng với những cái quan hệ mà Mỹ-Trung hiện nay căng thẳng. Nhưng mà ông Henry Kissinger có thể là cái người mà giải quyết chuyện này, có thể thôi. Mặc dù bên phía Mỹ nói là ông Kissinger đi sang Trung Quốc với tư cách cá nhân chứ không dính dáng gì cả. Nhưng mà nhiều người ta ngờ rằng là có thể là ông là cái người duy nhất có thể nói chuyện với ông Tập Cận Bình. Bởi vì ông Tập Cận Bình gặp ông bảo là người bạn cũ và người bạn tốt. Và ông Tập Cận Bình đã tiếp ông Kissinger ở cái gọi là cái nhà khách Điếu Ngư. Đây là cái nhà khách mà cách đây 51 năm, ông 52 năm, ông Kissinger cũng đã gặp các giới chức cao cấp Trung Quốc, cụ thể là ông Thủ tướng Chu Ân Lai lúc đó, gọi là trong cái chuyến đi đêm mà sau này người ta bảo là bán đứng miền Nam Việt Nam và là mở cửa cho Trung Quốc. Thì ngày hôm nay ông Tập Cận Bình cũng nhắc lại cái chi tiết đó, bảo là cái chỗ tôi với ông ngồi đây hơn 50 năm về trước là chúng ta, nước Mỹ và Trung Quốc đã là hợp tác với nhau và không nên để cho chuyện này, nghĩa là hai bên đụng độ, đó là ông khuyên như thế. Về phía Kissinger thì thưa quý vị, năm nay ông hơn 100 tuổi và ông đã đến Trung Quốc hơn 100 lần, hơn 100 lần. Ông đi liên tục và được Trung Quốc coi là một ân nhân, bởi vì ông là cái người có công nó mở cửa Trung Quốc ra hồi năm 1900. Ở hồi thập niên 70, và chúng ta biết đến năm 1979 Mỹ với Trung Quốc đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao với nhau. Thì ông Tập Cận Bình khi mà nhắc lại cái chuyện cũ là hai nước đã hợp tác với nhau và bình thường hóa quan hệ với nhau, để ý muốn nói rằng là hai bên không nên tách rời ra. Và ông Kissinger cũng đồng ý với cái điều đó. Có điều là bây giờ trở ngại của hai bên để giải quyết như thế nào thì chưa biết, bởi vì ông Tập Cận Bình cũng không muốn mất mặt, mà Mỹ cũng không muốn mất mặt trong chuyện này. Nếu hai bên mà cương công khai thì khó giải quyết vấn đề. Trong thời gian qua quý vị thấy là có rất nhiều giới chức của Hoa Kỳ đi sang bên Trung Quốc, ví dụ như bà Janet Yellen là mới đây, rồi ông John Kerry, rồi ông Anthony Blinken. Đó, về phía bên Trung Quốc thì chưa có ai đi qua Mỹ, mới có ông đại sứ Tạ Phong là đang ở Mỹ, thì hôm nọ vào Bộ Quốc phòng gặp một ông phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng. Còn ông Vương Nghị thì gặp ông Anthony Blinken ở bên lề cuộc họp ở Jakarta cách đây mấy ngày, trong cuộc họp mà hội nghị các ngoại trưởng các nước Đông Á. Kỳ này ông Kissinger cũng gặp luôn cả ông Vương Nghị ở tại đây, cũng như là gặp ông những giới chức khác nó cao cấp. Thì bây giờ chưa biết là ông Kissinger đi về có giải quyết được chuyện gì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hay không, chúng ta sẽ chờ xem. Sang qua tình hình Trung Đông, thưa quý vị, chắc quý vị còn nhớ là cách đây độ chừng hơn một tuần có một cái vụ bên Thụy Điển, một người gốc Iraq đốt kinh Koran. Sau đó thì đã xảy ra một số cuộc biểu tình phản đối, nhưng mà cũng nhẹ nhàng thôi. Và ngay cả Thổ Nhĩ Kỳ, cái nước mà sau này cho Thụy Điển vào NATO, cũng trước đó cũng phản đối. Nhưng mà ngày hôm nay thì lại xảy ra một chuyện nữa, là Thụy Điển lại cho một nhóm người chừng 50 người chứng kiến hai thanh niên người gốc Iraq. Nhưng mà người Iraq này là theo đạo Thiên Chúa Giáo, là đạo Hồi. Thì họ tuyên bố là họ sẽ đốt kinh Koran. Thì trước cái giờ đốt đó thì bắt đầu là người Iraq ở Baghdad là nổi giận, và người ta đã tập trung và tấn công vào tòa đại sứ của Thụy Điển và đốt tòa đại sứ ở đây. Đó, và họ biểu tình phản đối. Thì ở bên Thụy Điển á, cái thanh niên này, một cái người thanh niên này, họ sau cùng họ không có đốt kinh Koran, nhưng có bước lên kinh Koran và đá kinh Koran này đi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là người này cũng bước lên một cái lá cờ của Iraq rồi đá lên cái lá cờ này. Và người này cũng bước lên hình của hai cái người mà giáo sĩ Hồi giáo hàng đầu của Iran và Iraq. Bên Iran là ông Assad và bên bên Iraq là ông Assad. Còn bên Iran là ông Ayatollah Ali Khamenei. Đó, cũng đạp lên hình của hai ông này. Thành ra bây giờ cái chuyện nó rất là căng thẳng, là kết quả là gì? Thủ tướng của Iraq ngày hôm nay yêu cầu trục xuất đại sứ Thụy Điển tại Baghdad trở về nước. Và ông cũng triệu tập luôn cả người gọi là chặt đập phe, tức là phó đại sứ của Iraq ở Stockholm trở về lại Iraq. Thì khi mà triệu hồi cái người mà phó đại sứ như vậy, có nghĩa là theo tôi hiểu là hiện tại cái chức đại sứ của Iraq ở tại Thụy Điển để chống, thành ra bây giờ là cái ông phó đại sứ là lớn nhất, là triệu hồi luôn và yêu cầu cái ông đại sứ Thụy Điển phải rời Iraq. Đó.
sang qua chuyện Ukraine. À, ngày hôm qua tôi đưa cái tin là ông Putin nhục nhã ở nhà, không đi qua Nam Phi dự hội nghị thượng đỉnh BRICS vì sợ bị bắt. Có nhiều một số người phản ứng bảo là ô nó có đâu, làm sao dám bắt, bởi vì cái ông tổng thống Nam Phi ông bảo nó bắt ông Putin là chiến tranh liền. Thì ngày hôm nay Điện Kremlin xác nhận là ông Putin không hề nói cái câu là nếu bị bắt sẽ có chiến tranh. À, tức là gì thưa quý vị, chúng ta mới chỉ nghe mấy ông Nam Phi nói, chưa nghe ông Putin nói. Thì hôm nay bên Điện Kremlin xác nhận là chúng tôi không hề nói câu đó. Đó. Chúng tôi không đến là qua cái thỏa thuận đôi bên. Thỏa thuận đôi bên by mutual agreement. Đó. À, bởi vì đến sẽ bị bắt, bởi vì là Nam Phi là một trong 123 nước ký vào cái quy định của tòa hình sự quốc tế. Đó. Thế thì nhiều người bảo là ông Putin cũng không đi là bởi vì không muốn gây khó khăn cho Nam Phi. Nói như vậy chúng ta cũng có thể lắm, nhưng mà cũng có thể là ông nhát không đi được. Mà kể từ hồi tháng 3 sau khi ông bị cái chắc tòa, gần như là cái ông bị dồn trong góc, ông không đi đâu được, không ra khỏi nước Nga được. Có qua thì cùng lắm qua Ukraine, mà qua cái vùng mà gọi là quân Nga chiếm đóng. Nhưng mà ngay cả những hình ảnh đó người ta cũng nghi ngờ lắm, bởi Nga là chuyên môn nó cũng giả dối lắm. Người ta không biết là ông đi đâu, bởi vì Nga không bao giờ nói là đâu, hoặc là nói không ai tin cả. Đó. Thế thì bây giờ Nga nếu mà ngon thì cứ đi Nam Phi, nhưng mà rõ ràng Nga không áp lực được Nam Phi. Mà ông Putin thì cứ biết cái tính của ông này, rất thích những cái vụ này. Thứ nhất là ông đến gặp Tập Cận Bình, thấy không? Thứ hai nữa đó là cá tính của ông Putin là quý vị biết là trong thời gian qua khoe muscle nè, khoe ngực nè, bắn ngỗng nè, bắn công nè, rồi câu cá nè, là ông khoe nó dữ lắm. Mà bây giờ bỏ quần không đi qua được Nam Phi để gặp các lãnh đạo của Ấn Độ, Trung Quốc với Brazil thì kỳ quá, mất mặt một cua đúng không? Thì cái đó cũng là mệt lắm, chứ không phải là không muốn đi đâu, rất muốn đi nhưng mà không muốn đi, không dám đi, đi là sợ bị bắt đó. Thì bây giờ người ta bảo là ông Putin sau khi xâm lăng Ukraine, sau khi bị trách tòa thế, bây giờ ông đi đâu? Đó, hôm trước á người ta có hỏi ông Joe Biden là nếu ông Putin qua đây thì có bị bắt không? Ông Joe Biden bảo ôi ông là tội phạm mà sao qua đây được? Tại vì Mỹ không có ký ở trong cái tòa hình sự quốc tế. Đó. Bây giờ còn hai nơi mà ông có thể đi, hoặc biết ông dám đi không, đó là Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 8 này. Ông Tổng thống Recep Erdogan đã mời ông rồi. Đó, không biết có dám đi hay không. Thổ Nhĩ Kỳ cũng không nằm ở trong cái 123 nước đó. Nhưng mà Thổ Nhĩ Kỳ là nước NATO. Nếu mà ông Putin tháng 8 này đi qua Thổ Nhĩ Kỳ thì đây là đầu tiên ông bước vào lãnh thổ của khối NATO. Chưa chắc đã vào. Đó. Rồi tháng 9 này lại có hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức ở New Delhi, thủ đô của Ấn Độ. Mà Ấn Độ cũng không nằm trong một số 123 quốc gia ký vào cái gọi là tòa hình sự quốc tế luôn. Tức là ông qua Ấn Độ và qua Thổ Nhĩ Kỳ qua chưa không bị bắt. Nhưng mà cũng không ai biết được. Tại vì có thể nó có những cái chuyện gì đó không biết. Coi như nếu mà ông không đi Ấn Độ vào tháng 9 nữa đó, thì coi như ông lỡ chuyến đò ông không gặp được là 19 vị lãnh đạo khác. Trong đó có cả ông Biden, có cả ông Tập Cận Bình. Nói chung 20 nước giàu nhất thế giới gọi G20 đó. Đó. Thành ra nói chung là kể từ sau khi mà cái chắc tòa đưa ra thì phải nói với quý vị á, ai bênh Putin cỡ nào bênh, mà rõ ràng là cái thế giới của ông bị thu nhỏ lại, không thể đi ra các nước khác được. Ngay cả các nước mà bây giờ mà không có nằm trong cái 123 nước cũng chưa chắc bảo đảm an toàn. Mà nếu mà bắt một cái là phiền, còn cái chuyện bắt xong mà bảo chiến tranh, tức là nước nào bắt ông Putin thì là Nga đánh thì ông Putin nói rồi. Tôi không muốn nói vậy, cái câu đó là câu của Medvedev. Hôm trước Medvedev sau khi mà tòa trọng tài tòa hình sự quốc tế ra cái chat ông Medvedev, đó là cựu tổng thống cựu thủ tướng, cháu bài ba lá với Putin đó. Hai tên gian hùng gian manh, nhớ không? Cháu bài ba lá để làm tổng thống thủ tướng suốt đời nhá. Thì ông có hù cái đó để nói cho ông Putin mắt ruột bắt lòng thôi, gọi là đốt tim Putin thôi. Nhưng mà giờ đâu dám đâu, mà nào mà đụng Putin là trừ hỏa tiễn lên, đâu có dám đâu. Thì rõ ràng là ông Putin sợ chứ phải không, sợ một cách nhục nhã. Là bởi vì sao? Ông đã từng xem đi xem lại, cái này là lời của ông giám đốc CIA của Mỹ nói, tình báo Mỹ cho biết là ông xem đi xem lại nhiều lần cái cảnh mà ông Gaddafi, tổng thống của Libya, bị giết thê thảm như nào, bị kéo xuống đường, lôi xuống xe, đưa cái ông cống giết như là một con vật ở trong cống. Ông sợ lắm, Putin sợ, ông sợ cái ngày nó đến với ông. Thành ra là ông phải tính rất kỹ,
tí vô cùng chỉ an toàn mới đi thôi, còn không an toàn là không đi. Đó. Rồi cuối cùng cái chuyện lại buồn cười thôi, chúng ta thường hay nghe nói là cái gì gây họa thì gây tai họa thì là bị ngay hỗ trợ đời sau. Đây là trong trường hợp Trung Quốc, bởi vì ngày hôm qua tôi đưa tin cho quý vị là Nga sau khi cái cầu Kerch Bridge của Nga bị Ukraine đánh lần thứ hai làm hai người chết, thì ông Putin hứa là sẽ trả đũa. Thì ngày hôm qua ông trời cho cái là pháo kích vào thành phố Odessa, cái cảng lớn nhất của Ukraine, mà đây là cái cảng xuất cảng nông sản đó. Thì ngoài hôm qua tôi có nói với vị rồi là bên Ukraine tố cáo là những hỏa tiễn của Nga làm tiêu diệt khoảng 60.000 tấn nông sản của Ukraine. Nhưng mà ngày hôm nay hãng thông tấn Reuters cho biết là bên Nga xác nhận cái chuyện này, đó là ông Oleg Kipper, thống đốc của cái vùng Crimea, của thành phố Odessa, xác nhận rằng là gì, cái tòa lãnh sự của Trung Quốc bị hư hại do hỏa tiễn của Nga bắn vô. Bắn vô đây thì thưa quý vị đấy, Trung Quốc là cái nước mà ủng hộ Nga, bây giờ hỏa tiễn của Nga bắn sao lại trúng vô làm bể cửa kính đó, may mắn là không ai chết cả, thấy không? Thì Nga bắn vô thành phố Odessa và thành phố Mykolaiv đó trong đêm đó. Cái này thưa quý vị nó cái buồn cười chỗ này, bởi vì Trung Quốc là cái nước mà coi như ủng hộ Nga ngầm trong thời gian qua khi mà Nga xâm lăng Ukraine, thấy không? Tức là quả báo. Thì bên bản tin Reuters đó trích lời ông Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine cho biết đó, là cái vụ là bắn tối thứ tư làm chúng tôi thiệt hại 60.000 tấn nông sản, thấy không? Và hỏa tiễn của Nga đã phá hủy một phần hải cảng Odessa đó, và trong đó cái số nông sản này đã đáng lý là chở đi Trung Quốc. Đó là theo lời Zelensky nói, không biết đúng thật đúng sai như nào. Thì nếu mà lời Zelensky nói thì nó đúng, tức là đáng lý cái nông sản này là Ukraine chở Trung Quốc, thì bây giờ Nga pháo kích vô làm cháy, làm tiêu luôn 60.000 tấn đó, rồi cái tòa lãnh sự của Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng luôn đó. Vì cái tội là tôi bảo là ủng hộ Nga cho bị chính Nga chơi. Và cái này nó làm tôi nhớ lại cái vụ năm 1999, khi mà Trung Quốc ủng hộ năm 4, quý vị nhớ có cuộc chiến mà giành độc lập cho Kosovo, thì lúc đó quân đội Mỹ dưới cờ của NATO thả bom sao mà trúng vô cái tòa đại sứ của Trung Quốc ở thành phố Belgrade, lúc đó làm cho hai người thiệt mạng, hai người mất tích và 50 người bị thương. Trung Quốc nó phản ứng dữ dội luôn, ông chủ tịch Giang Trạch Dân nó sắp sửa đi qua bên Anh gặp nữ hoàng Elizabeth đại nhị, phản ứng dữ dội, Mỹ xin lỗi tùm lum la, mà Trung Quốc bảo anh cố tình anh chờ ông tôi. Trung Quốc ông Mỹ bảo tôi thả lòng, ông Trung Quốc bảo không anh cố tình. Thì thưa quý vị, nó cho thấy một cái chuyện là Trung Quốc đó, ông chuyên môn ông đi làm những chuyện bậy bạ, rồi bây giờ là bị, tất nhiên mình không có cầu cho người ta xấu xí hay là bị thiệt hại, tức là mình ác đó, nhưng mà rõ ràng như ông trời cao quá mắt hay sao đó. Bởi vì chính Trung Quốc là ngầm ủng hộ Nga trong cuộc xâm lăng Ukraine, rồi bây giờ chính tòa lãnh sự của Trung Quốc ở Odessa là bên vùng đất của Ukraine bị hỏa tiễn của Nga bắn vô và nghĩa là ảnh hưởng đó, đó gây thiệt hại. Và rồi theo như ông Zelensky, tổng thống của Ukraine nói là cái số ngũ cốc và đáng lý trở qua Trung Quốc bây giờ bị tiêu rụi vì hỏa tiễn của Nga. Thì thưa quý vị, trên thế giới có nhiều chuyện lạ quá. Thì đó là những tin đáng chú ý trong phần điểm tin trong ngày hôm nay gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình ngày mai. Thank you.